Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Hôm nay ngày 12 tháng 1 sẽ là các sự kiện: Jack London, nhà văn hiện thực Mỹ; năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Liên Xô bắt đầu tiến hành chiến dịch Tây Carpath; và cuối cùng là trận động đất xảy ra ở Haiti vào năm 2010. Đó sẽ là những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vào ngày này năm xưa. Thưa quý vị, Jack London sinh ngày 12 tháng 1 năm 1876 là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, tác giả của Tiếng gọi nơi hoang dã, Godshot Martin Eden, Tình yêu cuộc sống, Nanh trắng và hơn 50 tác phẩm khác. Ông là một người tiên phong của thể loại tạp chí thương mại đang thịnh hành lúc bấy giờ và là một trong những người Mỹ đầu tiên thành công về mặt tài chính từ nghề viết văn. Và ở Việt Nam, một số các tác phẩm của ông đã dịch sang tiếng Việt và được độc giả yêu thích. Jack London, tên thật là John Gifford Chandler, nhà văn Hoa Kỳ, trải qua thời thơ ấu vất vả, từng làm nhiều nghề để sinh sống. Năm 18 tuổi, tham gia vào cuộc tuần hành của những người thất nghiệp về Washington đòi công ăn việc làm. Ít lâu sau, vào trường đại học Berkeley, say mê tìm đọc tác phẩm của Marx, kết bạn với nhiều nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa ở Hoa Kỳ, bắt đầu sự nghiệp sáng tác bằng truyện ngắn đăng trên tờ Agit của sinh viên. Thời kỳ nở rộ của London là vào thế kỷ 20, trong đó Godshot năm 1908 là tác phẩm quan trọng nhất của London. Đó là tiểu thuyết có tính chất viễn tưởng, vạch trần và lên án sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Godshot ra đời đúng vào thời kỳ nhà văn hoạt động sôi nổi trong phong trào xã hội chủ nghĩa. Các tác phẩm của ông bộc lộ xu hướng xã hội chủ nghĩa, phê phán sâu sắc trật tự tư bản. Ông là nhà văn được quần chúng công nhận trong và ngoài nước yêu chuộng, có ảnh hưởng lớn đến các nhà văn tiến bộ sau này. Sau những năm cuối đời, tai họa bệnh tật khiến tinh thần của ông khủng hoảng. Ngày 22 tháng 11 năm 1916, ông uống thuốc độc tự tử lúc mới 40 tuổi. Thưa quý vị, chiến dịch Tây Carpath là một chiến dịch tấn công chiến lược do quân đội Liên Xô tiến hành tấn công vào tuyến phòng thủ quân đội Đức Quốc xã tại miền Tây Slovakia, Nam Ba Lan trong chiến tranh Xô-Đức, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 1945. Đầu năm 1945, bố trí binh lực và chỉ huy trên hai mặt trận Đức và Liên Xô đều có những thay đổi. Về quân sự, chiến dịch Tây Carpath phân tán khối quân của cụm tập đoàn quân trung tâm đang phòng ngự trên hướng Đông Nam Berlin. Trong lịch sử quân sự Liên Xô, chiến dịch này được coi như chiến dịch đệm cho đòn tấn công cuối cùng tại khu vực Praha. Về chính trị, giải phóng toàn bộ Slovakia làm cơ sở để Hội đồng Dân tộc Slovakia có lãnh thổ của mình, hỗ trợ cho các lực lượng yêu nước Slovakia còn sống sót lại sau cuộc khởi nghĩa, phục hồi lực lượng với sự tham gia của các đội du kích có lãnh thổ để tuyển thêm quân bổ sung cho quân đoàn Tiệp Khắc 1, thống nhất quân đoàn này làm nòng cốt với các lực lượng kháng chiến để hình thành quân đội nhân dân Tiệp Khắc. Thưa quý vị, thảm họa thiên nhiên khủng khiếp đã tới với đảo quốc Haiti khi trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 12 tháng 1 năm 2010. Trong khoảnh khắc, đã biến thủ đô của nước này thành một nghĩa địa khổng lồ. Trung tâm của trận động đất ở cách thủ đô 59 km về phía Tây, ở độ sâu 22 km trong lòng đất. Một tuần sau đó, một trận động đất nữa với cường độ 6,1 độ Richter lại tiếp tục xảy ra ở Haiti. Trận động đất xảy ra trên đất liền vào lúc 16:53, hàng ngàn ngôi nhà, trường học và bệnh viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí nhà tù lớn nhất đất nước và dinh tổng thống cũng bị sập trong thảm họa này. Cũng trong ngày hôm đó, chính quyền Haiti thông báo rằng đã chôn trong những ngôi mộ chung 75.000 nạn nhân chết vì trận động đất ngày 12 tháng 1 năm 2010. Không có con số thống kê thiệt hại chính thức, nhưng theo những tính toán sơ bộ, có khoảng 50 tới vài nghìn người Haiti đã chết vì trận động đất, khoảng 250.000 người bị thương và gần 1 triệu người trở thành vô gia cư sau động đất. Về kinh tế, thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng từ 8 đến 14 tỷ USD, nhưng chưa phải là tất cả. Thảm họa còn kéo dài đến tháng 10 năm đó, khi mà dịch tả xuất hiện và nhanh chóng lây lan trên khắp cả nước, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về trận động đất ở Haiti vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày này năm xưa hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.